khi mà mình đánh dấu chỗ này đó, sentence, comma, splice, tức nghĩa là cái câu đó đó, cái câu mà mình đánh dấu đó, nó có hai câu ở phía trong, hai mệnh đề phía trong, mệnh đề nào cũng là mệnh đề chính hết, mà các bạn lại nói với nhau bằng một dấu phẩy, chứ không có liên từ, không có fanboys, thì lúc đó mình sẽ đánh dấu cái lỗi này là comma splice. Và tương tự, cái lỗi này thì có rất nhiều bạn mắc ha, các tutor có nói lại với mình đó, thì rất nhiều bạn mắc. Và cái chỗ này thì cũng rất nhiều bạn mắc nè, sentence, run-on sentence hay là fused sentence, tức nghĩa là các bạn nói hai câu lại mà lần này là không có dấu phẩy luôn. Chắc là viết mà cái câu hai câu nói lại với nhau mà bằng dấu phẩy đó, mình thấy dấu phẩy mình để ý ha, mình nhắc các bạn comma splice, cho nên thôi lần này giấu luôn, bỏ nhét dấu phẩy vào túi, bỏ túi dấu phẩy luôn, để cho mình khỏi thấy dấu phẩy thì mình sẽ không có nhắc cái lỗi comma splice được. Thì nếu mà các bạn bỏ túi dấu phẩy rồi đó, thì khi mà mình đánh dấu, mình sẽ đánh dấu là run on sentence, là câu mà nó chạy hoài, nó không nghỉ đó. Cẩn thận nha, những lỗi này rất nhiều bạn mắc. Bởi vì các bạn viết tiếng Việt đó là khi các bạn thấy cái câu nó bình thường, nhưng khi trong tiếng Anh đó, cái quy luật nó hơi khác một chút. Verb form, nghĩa là có trường hợp đó, các bạn chỗ này các bạn cần dùng một cái to verb, thì các bạn lại không có chữ to, mà các bạn dùng verb không, thì lúc đó mình đánh dấu cái verb đó ha, xong rồi mình đề verb form, tức nghĩa là các bạn thiếu cái chữ to. Hay là các bạn dùng chữ verb không mà chỗ đó nó cần verb in, thì mình cũng đánh dấu như vậy, tức như cái dạng của động từ đó, cái động từ nó phải một cái dạng cụ thể ha. Thì có thể là cái dạng verb là thêm in ở phía sau, hay là động verb mà có to ở phía trước, hay là dạng quá khứ phân từ đó, thì các bạn cũng sẽ dùng cái thêm ed vô, hay là lấy cái cột ba của nó gì đó, thì đó là cái dạng của động từ. Và nếu như mình nói là verb tense, đây thì rất nhiều bạn gặp nè, khi mình đề chữ verb và chữ tense, tức như là thì của động từ của câu đó, các bạn chia chưa đúng, các bạn cần phải đổi lại cái thì khác. Như bài hôm nay đó, bài mà của tuần này các bạn viết đó, câu mà mình ra đó, cái chủ đề mà mình ra đó, chủ đề mình ra là gì? Chủ đề mình ra là if you had chấm 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 ha, what would you do? Tại sao mình dùng chữ had ở đây và chữ would ở đây? Bởi vì đây là điều kiện không có thật. Không có thật đó thì mình phải lùi thì. Cho nên mình dùng chữ had và chữ would ở đây. Nên nếu như các bạn, mình biết là có một số bạn chưa học về phần câu điều kiện, cấu trúc câu điều kiện, có thật hay không có thật này kia. Cho nên mình có nói rõ trong nhóm đó, nếu các bạn có thể viết nó theo dạng câu điều kiện có thật, dùng ở hiện tại đơn cũng được. Nhưng nếu các bạn đã chọn một cách viết rồi đó, thì nguyên cái đoạn văn đó các bạn phải viết cùng một thì, chứ không thể nào ở phía trên các bạn nói là if you had, what would you do, xong rồi nhảy xuống dưới cái if I have, ở trên phía trên dùng had, nhảy xuống dưới dùng chữ have, rồi chữ would ở phía trên nó nhảy xuống dùng chữ will, là không được, nó không có tương thích, nó không có tương đồng với nhau nha. Nếu mà các bạn đã chọn một cái dạng câu điều kiện không có thật rồi, hay là dạng mà ở hiện tại đơn đó, thì nguyên động văn các bạn phải chia giống nhau như vậy hết. Mình khuyến khích những bạn mới bắt đầu đó, cứ viết theo cái kiểu có thật đi, ở hiện tại đơn đi, bởi vì nó sẽ có một số điều mà các bạn chưa rõ, thì lúc đó các bạn sẽ khó chia thì hơn. Cho nên các bạn cứ chia chữ have và chữ will là được rồi. Thì nguyên bài các bạn phải dùng chữ have và chữ will hết, không có được dùng nhảy qua là chữ had hay chữ would. Còn nếu các bạn đã dùng, những bạn khá hơn đó mà đã dùng chữ had và chữ would rồi đó, thì nguyên bài phải dùng chữ had và chữ would hết. Bởi vì có nhiều bạn đang dùng chữ would ở phía trên, hay nhảy xuống dưới dùng chữ will, xong nhảy tới câu kế dùng chữ would nữa, thì lúc đó mình nhắc cái dạng là verb tense. Thì các bạn lưu ý điều đó ha. Rất nhiều bạn mắc cái điều này. Đây là một trong những cái bài mà để kiểm tra cái sự chú ý của các bạn đó. Tại vì các bạn viết nguyên động văn xong các bạn không đọc lại, hay là các bạn đã kiểm tra lại mà các bạn sót những điều đó, nó không có tương thích, nó không có gọi là consistent, nó không có đi liền với nhau, nó không liền mạch với nhau, mà nó hơi bumpy chút, có nghĩa là kiểu mà tưng tưng, nó chạy xe mà dắp ổ gà, nó tưng lên tưng xuống, chỗ mà không dắp ổ gà thì viết rất hay, thì dắp ổ gà cái đổi qua thì khác, qua khỏi ổ gà đổi lại thì lúc đầu thì lúc đó mình nhắc là verb tense. Và còn hai cái nữa là hết đó, là đây chữ word meaning, tức nghĩa là các bạn dùng cái từ đó mà cái nghĩa nó không có thích hợp, mình viết như vậy thì có khi mình sẽ gợi ý là đáng lẽ chỗ này phải dùng cái chữ này nó hay hơn, cái nghĩa nó thích hợp hơn, thì mình dùng cái chữ word meaning này.
Và cái phần cuối cùng mà các bạn cần lưu ý nhất đó là phần này. Word, part of speech hay là word class. Các bạn thấy cái chữ part of speech nhiều hơn, nghĩa là từ loại. Chỗ đó cần danh từ mà các bạn lại dùng tính từ chẳng hạn. Chỗ đó cần động từ mà các bạn lại dùng danh từ thì cũng là không đúng từ loại luôn. Thì khi mình viết cái ghi chú này ra đó, part of speech là các bạn hiểu nha, là các bạn chỗ đó các bạn dùng sai từ loại. Nghĩa thì nó đúng nhưng từ loại thì nó đã sai. Như hôm trước có một số bạn dùng chữ peace và chữ peaceful. Chữ peace là danh từ đúng không? Peaceful là tính từ. Thì chỗ đó nếu cần danh từ mà các bạn dùng chữ peaceful đó, thì mình đánh dấu chữ peaceful, mình để chữ part of speech, thì các bạn hiểu là các bạn nên đổi nó thành cái từ loại khác. Còn từ loại là gì thì phải tùy theo cấu trúc.